Xin chào tất cả các bạn Mời tất cả các bạn cùng theo dõi Chương 16 của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên Chương 16 Tiểu Toán Bàn Ở giữa hai khe Hai hai phe Đang có hai gã tay không Đang tỉ thí quyền cước Một người thân hình mập mạp Nhưng hạ bàn bình ổn Quyền đấm cước đá vô cùng có lực đó chính là hào hữu vương đại bàn của hàn lập vương đại bàn tuy có béo phì nhưng thân thủ lại không yếu theo sau mỗi tiếng quát là một quyền đánh ra kèm theo đó là âm thanh quyền phong phải nói là trông rất uy phong lẫm lẫm người còn lại là một tên lùn động tác mẫn tiệp như một con linh thử hắn không có ngạnh tiếp nắm đấm của vương đại bàn chỉ tránh né xa xa xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi vương đại bàn tổn hao ý lực lúc đó mới tiến hành phản kích nhìn thấy hào hữu ở phía trước động thủ tỷ thí võ công với người khác hắn lập tâm lý tự nhiên phải đứng về phía bằng hữu xem một lúc Thấy Vương Đại Bàn vẫn bảo trì thế tấn công mãnh liệt như lúc đầu, hắn độc tuy không có võ công gì cả, nhưng hắn cũng biết trong nhất thời Vương Đại Bàn không thể bại vong, liền phóng tâm mà quan sát. Hắn đi quanh quanh xem xét, muốn tìm người nào đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây. Nhìn thấy một cây đại thụ không xa, bên cạnh có một khối đá lớn còn có một thiếu niên đang ngoài đứng ngoài quan sát, đang khoa tay múa chân, miệng thì luôn mồm hô. Đánh vào đầu nó, đá vào mông nó đi, ai à nha, thiếu chút điểm, chút điểm. Đúng, đúng, tóm lấy cổ hắn đi, mạnh nữa vào. Tên thiếu niên này, một bên, mặt mày căng thẳng quan sát trận đấu, một mặt thì luôn miệng nói. Nghe khẩu khí của hắn hình như là người bên phe của vương đại bàn. Hàn Lập hiểu được người này có chút điểm hiểu biết, chậm rãi từ trên cây leo xuống dưới đi tới bên cạnh hắn. "Vị sư huynh này, những người trong trường đấu này huynh đều nhận biết hết chứ? Bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy?" Hàn Lập ra bộ dạng trung hậu nói còn phải nói sao? Ta tiểu toán bàn mà lại không biết sao? Bọn họ đánh nhau đương nhiên là vì gì? Ngươi là ai? Ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? Mới nhập môn? Không đúng. Còn hơn nửa năm nữa. Tân đệ tử mới nhập môn. Ngươi rốt cục là ai? Người này có chút mê hồ trả lời hắn. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua Hàn Lập, lập tức tỉnh táo ngay trở lại. Tại hạ Hàn Lập là bạn tốt của vương đại bản đang đánh nhau ở đằng kia. Hàn Lập nghiêm túc nghiêm trang trả lời. Là bạn tốt của vương đại bản bằng hữu của hắn ta đều biết, nhưng không hề biết ngươi là ai người này vẫn rất cảnh giác Ngà tại hạ nhiều năm trước đã bế quan tu luyện một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc ngươi không nhận ra ta cũng là điều bình thường Hàn Lập nửa giả nửa thật nói thật sao ngươi cũng là đệ tử nhập môn 4 năm trước thật không thể tin được Sơn môn còn có ngươi mà ta không biết vạn sự thông không nhận thức được người này đức nhìn quần áo của hàn lập thoạt nhìn có vẻ tin tưởng những lời hàn lập nói người này cùng hàn lập sau khi nói chuyện qua lại vài câu không nhịn được đã tự mình chủ động nói cho hàn lập biết nguyên do có, có chàng tỷ thí này vị sư đệ này người không biết chuyện này cũng vốn là từ hồng nhan họa thủy mà ra lúc đầu là tên tiểu toán bàn này thật không hổ tự xưng là vạn sự thông hắn đem đầy đủ toàn bộ sự việc kể lại cho hàn lập nghe nguyên lai chuyện này phải bắt đầu từ hai người mà ra một người được gọi là vương dạng là đệ đừng đệ của vương đại Bản. người còn lại được gọi là Trương Trường Quý là con một lão bản của một tiền trang. Cả hai đều là đệ tử thất huyết môn, bất quá. Một người là ngoại môn đệ tử, còn người kia là nội môn đệ tử. Hai người này vốn ở trong cùng trấn. Nguyên, hàng, hàng nguyên hai người này vốn không có bất đồng gì, mà hết thảy đều do một cô gái gây nên. Cô gái này, là đến từ một trấn khác từ nhỏ đã được hứa gả cho vương dạng nhưng cách đây một đoạn thời gian cô gái một lần xuất ngoại trên đường về nhà bị trương công tử nhìn chúng kết quả là trương công tử dùng sức nặng của đồng tiền chèn ép cô gái cùng cha mẹ nàng cho nên sinh lễ của vương dạng đã bị đem trở lại người con gái kia hiền bần ái phú đã cải hôn làm cho gia đình Vương Dạng chịu đả kích rất lớn. Mà Vương Dạng đã sớm mê luyến cô gái kia sau khi biết tin đã không còn thiết sông nữa. Cuối cùng do không có lối thoát đã nhảy sông tự vẫn. Chuyện vốn chỉ đến đó cũng coi là một tấm bi kịch đã rồi hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà Vương Đại Bàn từ nhỏ đã cùng đường đệ của hắn chơi thân thiết. Nghe được chuyện này đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua nên tìm tới Trương Quý muốn cùng hắn quyết đấu. Người thua sẽ phải hướng kẻ thắng, châm trà thiên lễ nhận tội. Trương Đại Quý mặc dù tâm cao khí ngạo nhưng cũng tự biết võ nghệ bản thân còn kém Vương Đại Bàn một chút liền yêu cầu phải có bằng hữu của hắn tham gia trận đấu sẽ chia làm mấy trận lấy tổng kết quả mà phân thắng thua vương đề bàn đáp ứng ngay lập tức tiếp theo trương trường quý ý vào nhiều tiền bạc dùng một lượng lớn bạc tìm kiếm hảo trợ thủ trong đám đông đồng môn phú gia đệ tử tuy vương địa bàn không có tiền nhưng trong môn phái hắn có rất nhiều mối quan hệ tốt kết giao với rất nhiều người ở tầng lớp hạ trung cho nên cũng có rất nhiều người võ công không tệ tự nguyện ra hỗ trợ kết còn là có rất nhiều đồng môn nghe được tin tức bọn họ tử thí nên kéo đến theo dõi trợ uy hình thành liên minh hai phía bây giờ tràn ngập địch ý hóa bạo cục diện từ trong khẩu khí của thiếu niên này hắn lập nghe ra bây giờ phú gia đệ tử và trung hạ tầng đều mâu thuẫn bắt đầu mở rộng tỷ thí một thời gian lượng người kéo đến quan sát trợ uy bỗng nhiên nhiều hẳn lên ngươi cũng là người ủng hộ vương đệ bàn a nếu bọn họ không tuân thủ quy củ chúng ta sẽ đồng loạt nên đánh cho bọn thiếu gian này tẻ ra quần phải làm cho bọn chúng không còn dám coi thường chúng ta nữa tên này từ đầu đến giờ cái miệng luôn mồm nói chưa ngừng lại một chút nào hàn lập cười khổ một cái mâu thuẫn của hai bên cũng cùng hắn thì có cái quan hệ gì cơ chứ chuyện này cũng rất khó nói ai không biết với ai bản thân mình sau mấy năm đã tọa luyện khí những xúc động nhiệt huyết lúc trước không biết vì sao đã biến mất không còn còn nữa bản thân mình cũng không có luyện qua quyền cước võ công hiện tại ngay cả một gã đồng môn phổ thông cũng không đánh nổi xem ra xem xong vụ luận võ này nên thành thật mà quay về sơn cốc thôi Hảo A Đột nhiên một tên Mặt mũi trở lên vui mừng Quá to một tiếng Lập vừng nghe xong Vội vàng quay đầu nhìn vào chàng đấu Nguyên nhân Tên đối thủ của Vương Đệ Bàn cuối cùng Cũng không thể tranh nhé được Nắm đấm của Vương Đệ Bàn Bị một quyền của Hán đánh trúng gáy Liền ngã xuống ngất đi lên đó một bộ phận đám đông liền lớn tiếng kêu to háo còn bộ phận còn lại mặt mũi trở lên rất khó khăn vương đại bàn về mặt đắc ý tay nắm chặt chạy quanh bốn hướng sau đó lúc nóc cái mông thoải mái quay về phía đồng bọn lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngoài ngoan kính của hắn núc tỷ thí bên trương trưởng quý liền đi ra hai gã đem người ngất xỉu mang về phía bọn họ tiếp theo song phương cử ra mỗi bên một người mỗi người cầm một đao còn người kia cầm kiếm hai người này xem ra cũng là dạng người nóng tính không cần nói câu gì liền múa kiếm trong tay đinh đang 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 xông vào và bà đánh nhau hết